Theo bảng đăng ký bằng sáng chế của HTC, bóng đèn này dùng công nghệ tương tự như kính thực tế ảo, VR, VE và các thiết bị VR ở quy mô trong phòng. Thiết bị phát ra ánh sáng này có thêm chức năng phát hiện con người thông qua hai cảm biến tích hợp. Khi phát hiện có người trượt chân té ngã trong phòng, bóng đèn sẽ kích hoạt một anten để đánh giá xem người này còn sống hay đã chết. Công nghệ này còn có thể phát hiện một người ngồi vị trí quá lâu. Khi đó, chức năng nhắc nhở sẽ thông báo việc này có hại cho sức khỏe. Có thể thông báo sẽ gửi đến điện thoại hoặc thông qua tính năng phát sáng, cảnh báo.